Yes sir, hello mọi người, mình là Tuấn Z. Và hôm nay, mình sẽ chỉ cho các bạn cách để là học sinh cá biệt. Tiếp nối chuyên mục Power Trick từ viết đầu tiên của mình, hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một trick mà độ phổ biến của nó cũng không kém cách ban nêu, đó là Index Spider Spin, có dạng như sau. Để làm được trick này, đầu tiên, các bạn cần quên cảm giác spin trên hai ngón tay khi gặp ngón giữa và ngón áp út vào lòng bàn tay như này. Bước 2, để lên được trick này, mình sẽ chỉ cho các bạn 3 cách để bắt đầu trick. Cách 1, đối với các bạn đã làm được fingerless spider spin, các bạn chỉ cần cho bút vòng qua ngón cái, spin 0,5 vòng, sau đó chụp bút lại ở ngón trỏ và tiếp tục cho bút vòng qua ngón trỏ như này. Cách 2, các bạn cầm bút giữa ngón cái và ngón trỏ, sau đó dùng lực vòng qua ngón trỏ, spin trên hai ngón tay và cuối cùng lại cho bút vòng qua ngón trỏ như này. Cách 3, các bạn đặt bút giữa ngón giữa và ngón trỏ, sau đó dùng lực như cách 2 cho bút vòng qua ngón trỏ, tiếp tục spin trên hai ngón, sau đó lại vòng bút qua ngón trỏ như này. Sau khi các bạn đã làm quen được với cảm giác lên trích và chọn được cách lên trích sao cho phù hợp với bản thân rồi, bước 3, các bạn chỉ cần tập sao cho nhuần nhuyễn việc vòng bút qua ngón trỏ kết hợp với việc spin trên hai ngón để tạo thêm được nhiều vòng liên tiếp. Cơ bản nhất là x2, sau đó là x3, thậm chí có thể làm thêm được nhiều vòng hơn nữa tùy theo sức tập của mỗi người. Ngoài cách spin trên ngón trỏ ra, sau đây mình sẽ cung cấp thêm cho các bạn viết gợi ý thực hiện ở trên các ngón khác như sau. Đặc biệt, ở giải đấu World Cup 2022, trick này cũng đã được mình áp dụng rất nhiều dưới các biến thể khác nhau để đưa vào trong combo của mình. Vậy là video của mình cũng đã đến hồi kết rồi. Mong rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ và đón xem các vid tiếp theo trong hành trình làm YouTuber quay bút của mình. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng. Peace!